Thôi xong rồi mấy bạn ơi, cứu thằng với, cứu ông nội của thằng nữa. Ông nội của thằng bây giờ đã bị thằn lợn nhập vào rồi. Ông nội không còn là ông nội của thằng nữa, mà là một con lợn siêu quái vật. May mà ông đấy đang ngủ rồi đấy, chứ ông đấy mà thức là ông đấy sẽ ăn thịt. Nhưng mà thằng đâu nhở? Ê, uầy, mấy bạn này, mấy bạn có nhìn thấy thằng ở đâu không? Wow, thì ra thằng ở trong bụng của cái ông nội quái vật này. Giòn, rén, nhẹ, nhàng. Mà sao cái ngôi nhà của cái ông lội lợn này to thế nhở? Thắng còn không cả to bằng cái bàn của ông đấy, không cả to bằng cả cái tivi của ông đấy. Ui, ông đấy đang xem là hai bạn trong một lúc với nhau, xong bắt đầu lại chuyện. Nhưng mà ông đấy nghỉ rồi, mình thì đứng đây không cầm điều khiển, thế có ai cứ chuyển kênh vù vù đấy, cứ chuyển hết từ cái này sang cái kia. Thôi rồi, chắc chắn là cái ngôi nhà này là có ma rồi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ông lội lợn này còn xem cái bàn ở đâu lúc đang ăn được. Mình còn chưa cả cho các bạn xem được mà ông đấy đã chuyển kênh rồi. Thôi, tốt nhất là gión, rén, nhẹ, nhàng. Ai, tại sao lại xỉ nhục thắng như thế này? Ông đấy đổ hắn một cái cốc cà phê xuống hình ảnh mặt của thắng luôn. Thế mà cũng mang tiếng là ghi cái dòng chữ là lát cái gì mà pho. Nói chung là dịch ra tiếng Việt là đứa cháu yêu thích nhất mẹ đổ cốc cà phê lên mặt. Thế này là xỉ nhục mình, có cái gì mà yêu thích nữa. Sao bạn này đứng góc cây làm cái gì? Chạy đi bạn ơi, chạy đi. Mà được cái ông lội này là có rất là nhiều cháu đấy nha. Tất cả các cháu ở đây là đều phải chạy thôi, chứ chả có cháu nào yêu thương ông lội cả. Sao răng của ai? Ui, có cả máy bay. Nhưng mà máy bay này là mưa mất tiền nên là thôi, chạy bộ cho nó nhanh. Cứ chạy thẳng theo cái đường mũi tên. Cái gì thế? Wow, oh my god. Trời ơi, ông lội ở đằng sau mình từ bao giờ? Thế mà mấy bạn không nhắc mình, chả báo gì mình, làm ông lội mất luôn được mình. Hóa ra là ông ta giả vờ ngủ, thao lào tivi cứ chuyển kênh sạch, không hiểu tại sao. Bạn ơi, bạn tính dậy đi bạn ơi. Tại sao bạn lại chết kiểu này? Sao bạn lại ngất kiểu này? Bạn ngất cái gì mà chân của bạn cứ trồng lên trời, đầu của bạn cứ cắm xuống đất, phao câu của bạn cứ ngửa vào cái cây kia là sao? Thôi, gión, rén, nhẹ, nhàng sắp bớt đầu rồi chạy ra khỏi đây. Ông lội ơi, ông đừng dậy nha. Uầy, đấy, ông đấy sắp dậy đến lơ gì kìa. Đầu gì có mấy cái sợi tóc, lông mũi thì dài ra không chịu cắt đi. Lao, 1, 2, 3. Wow, trời ơi em ơi, ông đấy tính dậy rồi. Oh my god, đâu, kìa. Rồi, bây giờ là cách xa thắng lắm nha, còn lâu mới đuổi đến thắng. Leo. Gì đây, sao ông đấy trông gậy mà đi nhanh này. Đôi nhanh lên, giờ cố lên. Sắp sang cái cánh cửa bên kia rồi. Cố lên, wow, cố lên. Lên trên này. Ông đấy già rồi, trông gậy rồi, nên là không thể đi được lên đây đâu. Leo. Chỉ đứng ở đây mà tham quan mà thôi nha, ngắm cảnh mà thôi nha. À, tôi biết rồi. Hình như ông lội này lại bị lé nha, bị mồ sao ấy. Một bên mắt, nhìn bên này, còn mới mắt này, nhìn lên bên này. Thế thì làm sao mà nhìn em được? Chỉ khi là thắng chạy, xong bắt đầu ông ấy nghe tiếng động giống như là con quái vật gấu đi đấy. Thôi thì bỏ lại ông lội bị ma nhập cô đơn. Ui giời ơi, cái bức ảnh này xấu quá. Đã chê ông lội lại, chắc là mình chê từ đầu đến cuối video cũng không chê luôn. Thế nên là cứ trốn thoát khỏi cái nhà của ông lội bị ma nhập này thôi. Ui, ăn nhiều quá bây giờ cho cả súp lơ để làm bẫy. Không cho mình trốn thoát đây nè. Mấy cái tròn tròn này là bắp cải đúng không? Nhưng mà bắp cải đây là bắp cải nước ngoài rồi, chứ không phải là bắp cải Việt Nam nữa. Bạn này, bạn làm cái gì thế mà bạn cứ bay bay đây làm cái gì? Bạn không lướt đi. Đây là cái... Ủa mẹ, đây là cái bếp lửa nha. Không phải bếp lửa, bếp điện. Đây này, mấy cái xoắn này là nó hơi bị bỏng đấy nha, nhưng mà là phải nhảy qua mấy cái tia laser điện này. Xong bắt đầu là đi qua đây, đi qua mấy cái quả súp lơ là mình rất thích ăn nha, nhưng mà ngày hôm nay mình không thích ăn nữa rồi. Mình mà ăn cái quả súp lơ này là mình vỡ mồm luôn. Rồi, luôn qua được luôn bên này rồi. Ui, ông lội ma nhập khổng lồ đang đứng ở kia định nhìn mình làm cái gì mình đây. Đừng có hiếp mình nhé. Bên dưới lại là cái chảo lửa à, xong mà nhiều thế này. Ui, wow, hình như là ông đấy chuẩn bị ăn thịt mình tới nơi rồi các bạn ơi. Liệu mình có đi qua được bên này không? À, vẫn qua được nha, đi thẳng sang bên này, chứ không phải là đứng ở kia để cho ông lội ăn thịt. Ý trời ơi, quay về đây, đừng có quay đeo nữa. Cố lên, nhảy lên nào. Rồi, vừa hay mình nhảy lên là nó quay được cả. Người ta tính toán sẵn đây, các bạn phải chạy nhanh lên nha, đừng có lần mần là to luôn đấy. Wow, băng chuyền, lại thì băng chuyền. Oh my god, mình vẫn qua luôn cả. Oh my god nè, sao không được nhảy cao nhở? Băng chuyền nhưng mà băng chuyền này chạy chậm quá đấy. Rồi, băng chuyền này thả xúc động qua về.
khoan nha. Có xúc nó rớt từ bên trên này xuống đấy. Cứ đứng này lằng nhằng nó vỡ mồm luôn này. Bạn lại nhảy lên bạn này, nhảy lên đây này. Đó, nhảy lên này. Hay quá. Nhảy qua cái đèn này đúng không? Đúng luôn. Đây là phòng gì của ông Lội đây. Ông Lội đã người kia đến. What? Ông ấy làm cái gì mà đang bị nghẹo nhở? Cái gì đấy? Mình không biết luôn. Có một cái gì đấy từ trên đầu xong bắt đầu rớt xuống đầu mình, làm mình to luôn. Ok luôn. Đó. Rồi sao bên này luôn nè. Xem nào. Ở trên này có cái gì mà rớt xuống? Có thấy cái gì rớt xuống đâu mà lúc đấy mình làm sao mình bị nghẹo nhở? Đây là tất với cả quần áo của ông Lội sao vứt lung tung như thế này. Để mình chạy qua mình nhắm lên. Lại nhảy xuống dưới này ư? Rồi cẩn thận. Ôi, bạn kia bị một cái đùi gà hay bị một quả cam rớt trúng đầu luôn. Nên là giờ nó phải cẩn thận nha. Là cứ rớt vào đầu của bạn nào là đầu của bạn ấy đen, là bạn ấy nghèo thôi. Rồi cố lên. Đừng có bảo đi tới đây là một cái quả gì đấy nó rớt đầu. Thế là ôi giời ơi, tạm biệt thắng thế. Nhưng mà không sao, thắng đã được đi sang cái quả nhà máy bên này rồi. Bây giờ là gạt cái cần gạt này để mấy cái tấm này nó mở lên đúng không? Gạt nó xuống. Được rồi, nhảy lên nào, ok, nhảy lên nào, rồi, hay quá đi, leo lên cái cột này nhá, nhưng mà, đu dây cáp chứ không phải là leo lên, mấy cái gì đây, mà xanh đỏ tí vàng đây, màu đỏ không có, màu vàng không có, chỉ có màu xanh với cả màu tím thôi, lại lên đây, ấn cái nút này, thì cái gì nó sẽ xuất hiện, quay cái nút này, ấn cái nút này, không phải là ấn nút có cái gì tiện đâu, mà là bây giờ thắng phải xếp mấy cái tấm ván này. Xếp vào đây đúng không? Đúng rồi, xếp từ cột bên này sang cột bên kia, hạ nó xuống, thế là được luôn. Cứ phải chạy qua chạy lại như thế này. Tấm ván thứ hai này hình như là chỉ cần xếp hai tấm ván. Ủa, thắng chỉ còn thiếu một tí bóng bóng nữa thôi là thắng bị sượt xuống làm vỡ mồm luôn đấy anh em ơi. Ok, vẫn còn nha. Kìa, đầu kia là mình không nhảy được đâu. Bạn này đang khiêng cái gì kia? Tấm ván không khiêng, cứ khiêng không trung làm cái gì? Mày cái bị gió à? Tự nhiên lại khiêng tắt cái kia vứt xuống sông, thế là làm ăn cái gì? Đây này, bên này một cái tấm ván này. Được chưa? Hạ nó xuống, thế này là qua được rồi. Ván của ai người đấy xếp nha, không phải đi chung được đâu. Rồi là giờ không phải xếp cái gì nữa, giờ chỉ việc nhảy lên này. Nhảy lên mấy con ốc vít này. Lên nữa này. Ui, cái gì mà cao vậy trời? Cái gì mà cao? Mình hết hơi rồi. Hết hơi thì cuối cùng cũng lên được. Ui giời ơi, nhảy hết cả sức lên, thế bây giờ lại tụt một phát xuống. Wow. Người cứng đơ luôn. Rồi lên, không đùa nữa. Căn phòng gì đây? Wow, có một bức tượng. Tượng này là mặt của ông đấy đấy nha. Một bên mắt to, một bên mắt nhỏ. Gì đây? Bánh này, bánh. Cái này để làm cái gì đây? Phi vào bức tượng kia à? Phi vào mặt ông Lội bị ma nhập à? Bị lợn nhập, không phải bị ma nhập. À không phải đâu, thằng nghĩ là bây giờ thằng ăn ngay quả bánh bích quy lại. Là thắng sẽ chạy nhanh, nhưng mà không phải, thắng trở thành khủng lồ luôn anh em ơi. Wow. Wow, khủng lồ là còn chạy nhanh nữa nha. Ha, được của nó luôn. Wow, nhưng mà từ đã, cho góc to ra. To như thế này thì mình lại trở thành người. Wow, trời ơi. Lên nữa này. Wow, ôi. Cái gì thế? Mình đến trên đây mình còn chưa cần nhảy mà nó cứ nhảy. Nó cứ cầm đèn chạy trước ô tô, thế là mình bị lướt xuống đây luôn. Bạn ơi, ăn cái quả bánh này đã bạn ơi. Nào, có bánh chưa? Ăn luôn. Đấy, cái bạn kia ăn bánh phát, thế là bị rớt xuống đây luôn. Chả làm ăn được cái gì. Lên nữa luôn nè. Mình sắp về tới đích rồi, nhưng mà mình lại bị rớt. Là sao? Lên nữa nè, hay quá đấy, lên nữa luôn. Yeah. Trở thành người tí hon thì lại đi bộ bình thường thôi. Này, may quá, ở đây có mấy tấm ván ai kê sẵn cho mình rồi. Nhưng mà là cái tấm ván này nó bị gãy nhá. Lên lại, nhảy quá. Trời ơi. Mình nhảy là hơi bị sớm. À, hồi sinh lại cho mình đây. Nhảy xuống này nha, chạy giữa. Đấy, bây giờ nó mới nhảy này. Ok, nhảy lên. Ok. Qua được rồi. Cái gì đây? Zoom up the God full. Cái gì đây? Mình không hiểu luôn. Trong này có một cái viên bằng vàng đúng không? Thắng nhìn từ xa. Ui, thấy bạn này cầm súng hình như là tới cái màn mà bắn nhau với cái thầy ông Lội gì sao ấy. Đúng không? Khéo nha. Nhảy bên này.
Một dòng sông màu hồng lần đầu tiên nhìn thấy. Cái gì đấy? Cái bạn kia bị làm sao ấy? Đi qua đây nhìn đang đẹp trai quá rồi đó. Một phát xứ cái dòng sông màu hồng. Mình đang tả văn dòng sông màu hồng. Bạn đây này nhượng luôn tắm luôn đấy. Bẩn hết cả sông, ô nhiễm cả sông luôn. Viên ngọc chẳng nhẽ ư? Lấy được cái viên đá màu vàng này là thằng sẽ hóa giải cho cái thần. Wow! Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Lấy cái viên ngọc màu vàng đấy là thằng sẽ phải cầm súng và bắn nhau cho cái ông lội thầy ông lội. Wow! Thầy ông lội bị lạn nhập. Uầy, đây này. Một bộ xương sọ khổng lồ của bạn nào. Bạn này to như thế này vào đây còn chả đấu được thầy ông lội thì thôi, thì thắng làm sao đấu được. Nhưng mà thôi các bạn này, thắng sẽ cố gắng để thắng sẽ đấu được ông lội bị lợn nhầm này. Cái gì mà ông này cứ đuổi theo thắng nhờ. Trong này là có 3 bạn, 4 bạn mà cứ đuổi thắng làm cái gì. Bắn ra cái gì đây? Bắn không ra bông, bắn ra cục tuyết ạ. Ui giời ơi. Không sao sao, cái khẩu đại bác này là cũng mạnh đấy nha. Bắn nè. Wow. Trời ơi, ông này tấn công mình rồi, tấn công này. Cậy cái cỗ máy chân nhạy đó. Cái gì đây? Ông lại định làm gì? Định phun tơ mình à? Còn lâu mới phun tơ được mình. Mình bắn cho mấy cái là ông ấy còn lửa cây máu. Bắn cho cái lửa này. Bắn Ông đấy phóng là tia laser rồi. Sợ quá, chạy nhanh lên. May là lúc ấy mình được ăn được cái bánh bích quy kia lên là có tốc độ nhanh nhưng mà không có người khổng lồ thôi. Bắn phát nữa này, chạy đây. Bắn phát nữa này, ok luôn. Bắn phát nữa, phát nữa này. Khéo nha mẹ ơi. Khéo là chạy xuống cái dòng sông màu đỏ kia là coi như là mình công cốc luôn. Ui, cái gì đấy, bắn nữa này. Rồi, ông ta chỉ cần một ít máu mà thôi. Cố lên. Thắng không phải là người khổng lồ, nhưng mà thằng cũng chiến thắng được ông này, ông lội bị lợn nhập, ok luôn. Ui, đưa rồi anh em ơi. Xuống lòng đất mà sống đi. Quá là tuyệt vời, anh mặt dời luôn. Cầm hẳn cái khẩu súng này mang về nhà cho mấy đại ca hàng xóm mình luôn. Còn bây giờ là thắng đi ra ngoài đây để mọi người vinh danh thắng. Let's go, wow. Kia đã có người vinh danh thắng rồi. Và ông lội bây giờ đã trở thành một ông lội bình thường rồi. Không bị con lợn nhập nữa. Đấy, cái gì thế? Một cái kết quá là buồn. Đấy, tôi đang định nói tốt cho ông về các bạn của tôi, thế mà ông dạy ông quánh tôi một cái thế thôi. Bây giờ tôi sẽ để cho ông cô đơn một mình nhé. Tôi đi ra bên này để chơi với các bạn của tôi đây. Đuổi cái gì mà đuổi? Thôi bye bye. Ông lội bị lợn nhập, bye bye ông lội bị lợn nhập. Đừng có đuổi cháu nữa. Đến cái dốc này ông có đuổi được cháu không? Nào, cố lên. 2, 3, 2, 3. Cố lên. Ui. Cứu mẹ ơi, cứu đã. Ui, sao lần này ông này lên dốc mạnh thế nhở? Chưa tới đâu. Vẫn còn một cái con đường sông dài như này. Được rồi. Cố lên. Tạm biệt ông và cái ngôi nhà thân yêu của ông. Bye bye, goodbye, see you again. Goodbye và không hẹn ngày gặp lại. Một con sông nước nó phải trong xanh như thế này thì mới bơi qua chứ. Cái gì thế? Sao nhìn bên trên nước trong xanh mà ở đây là nước cái loại tím ngắt như thế này? Mà mình cứ phải cố gắng mình bơi qua thôi. Để mình lên cái tòa lâu đài vinh danh thắng tê tê kia kìa. Phải lên được đỉnh cái tòa lâu đài kia thì mới gọi là người chiến thắng nha. Còn đâu mình vẫn bơi ở sông đây thì vẫn chưa được coi là chiến thắng đâu. Là người thua cuộc đó. Lên nào, cố lên. Đơn giản thôi, có cái gì mà khó khăn. Nhảy lên đây. Bây giờ là rớt xuống nghèo thì cũng không sợ lộn quậy. Khó khăn thật đấy mấy bạn này. Lên nào. Cái gì thế, sao người ta để cách xa nhau thế? Mình không thích cách xa như thế đâu. Mình chỉ thích gần như thế này thôi. Được rồi, gần như thế này thôi. Lên đây nữa này. Rồi, lên được nữa rồi. Đến cái lúc cần phát huy cái bánh quy kia. Nhưng mà bánh quy của mình hết rồi. Nên là bây giờ mình bé và nhảy thấp lắm nha. Không nhảy được cao đâu. Lên tới đỉnh chưa? Được rồi anh em ơi. Bây giờ mới vinh danh thắng TT này. Ok các bạn ơi, ngày hôm nay là tiêu diệt được ông lội bị lợn nhập đấy rồi. Và bây giờ là an toàn tuyệt đối nha. Thằng sẽ kết thúc cái video của thằng này. Và hẹn các bạn tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.